trước hết á, là chúng ta phải đổi xe rồi mở năm ốc bánh xe đó, chúng ta phải nở năm quả ốc bánh xe đó ra, mở năm quả ốc ra rồi. Rồi còn thứ năm xong đó, rồi ta chúng ta lấy cái bánh xe ra, rồi lấy bánh xe ra để một bên đó. Rồi chúng ta lấy cái chìa khóa 12, chúng ta mở một con ốc của caliper, tại con khóc con caliper này nó có hai ốc hai tay hai bên, là ta mở một con bên tay phải đó. Chúng ta cái tay giặt giặt cho nó ra con ốc, rồi khi mà ra ta lấy mở ra và lấy con ốc nó ra, rất là đơn giản, không có khó khăn gì hết. Xe hơi làm thắng là dễ nhất. Rồi ta mở nó ra, yeah. Thấy caliper bắt đầu ta lấy cái caliper, nó có cái lỗ đó bên hông, thập cái vít vô, rồi ta ép, ta đè ép lại, kéo về hướng hướng nậy, hướng mình ngồi á, kéo nậy ép nó xuống, đè nó từ từ nó xuống. Thay vì ở ngoài tiệm á, người ta làm người ta có một cái độ ép của cái caliper này, tại vì mình không phải là thợ máy, thường thông thường mình không thường làm, thì ở nhà mình tập làm thì mình phải có một cái vít đó hay là cái gì đó bằng sắt, mình thọc ngang đó, mình ép nó từ từ xuống mà thôi, nó sẽ từ từ nó đi xuống mà thôi đó, đừng nó không có đi lẹ, tại nó nặng trong đó nó có dầu ở trong đó, ép khi nào xuống bằng cái mặt, rồi xong bằng cái mặt đó. Rồi chúng ta lấy hai cái thắng cũ ra, dựng cái caliper lên đó, bắt đầu là lấy hai thắng cũ, hai bát cũ ra đó, rất là đơn giản, không có khó khăn đó, hai bát hai hồng, nhớ một cái bát nó có một cái chêm, nhưng mà mới thì nó đã có sẵn rồi đó. Bây giờ chúng ta tha cái dầu của cái ngoài cái bát ra đó. Đó, chúng ta nhớ lấy cái bát bên nào thì bỏ vào cái bình đó đó, chẳng cái bát này nó có cái cộng sensor cộng đó, nó khi vào cái thắng nó mòn hết, nó cài cái dĩa rác rác thì nằm bên đó, thì chúng ta phải bỏ vô bình đó, đó bỏ vô dễ dàng. Ở trong cái bát thắng đó, thì nó có hai cái miếng chêm đó, đó khi chúng ta bỏ nó vô, chúng ta phải giặt con chêm vào bên, cái tay ta phải giờ con chêm giặt bên đó, rồi bắt đầu đó, đó bắt đầu ta đè nó vô mà thôi, giặt con chêm qua này nó cấn đó, bắt đầu. Đó. Rồi xong đó, rồi bỏ caliper xuống, rất là đơn giản đó. Đó ngày đó nó có cái lò xo bằng mẫu, trong đó nó có cái cây sắt, cái bít tông đó, đó là bỏ nó xuống ngay, rồi lấy con ốc xếp nó lại, rất là đơn giản, không có gì khó hết, thắng là dễ. Rồi chúng ta xiết lại, xong rồi chúng ta xiết cho cứng lại đó. Tại vì xe này khi mở ra thì thấy cái dĩa của nó không có bị, đại khái mình chạy nó không có bị cong, nó không có bị giật, thành ra mình không cần phải mài dĩa đó. Mà nếu khi nào mình chạy mà cái thắng xe của mình mà chạy nó rung, khi mà thắng mà nó rung cái tay lái là cái dĩa nó bị cong, thì chúng ta đi mài cái dĩa, mài dĩa chúng ta thay thắng thì nó chạy thì nó sẽ êm lại, thay vì xe này nó đang bình thường, nó không có rung, thắng nó không có rung gì hết, là chứng tỏ là cái dĩa nó không có bị cái gì hết, là cái dĩa nó cũng không có mòn mỏng, thành ra không cần mài dĩa. Rồi xong chúng ta bỏ nó vô lại, ta bỏ mấy ốc vô lại, mà khi nhớ bỏ ốc vô lại phải nhớ, chúng ta phải nhớ chừng cái lỗ đó, cái lỗ của cái trong cái mâm co vợ nó có ngay chỗ cái đó, nó có cái lỗ chỗ cái bơm bánh xe đó, chúng ta phải để ngay lại, rồi bắt đầu ta bỏ con ốc vô xếp ra, hai đầu dính hai con, rồi bắt đầu ta bắn xiết nó nhẹ vô cho nó đều đó, vô cho nó đều đó, cho nó đều hết, rồi bắt đầu là chúng ta mới bỏ ba con ốc vô, một con, hai con, rồi con thứ ba, rồi tổng cộng là năm con. Ok, tổng cộng năm con, bắt đầu chúng ta bắn cứng vô. Rồi chúng ta bắn cứng vô, rồi tại vì thay vì á, tôi có súng thì tôi bắn, còn bạn ở nhà không có súng thì chỉ cần cái cây mở 19
là ra thôi, bắt đầu qua một cái bánh xe khác cũng mở ra năm con ốc bánh xe, rồi cũng lấy cái bánh xe ra cũng giống nhau vậy, rồi cũng để một bên hông, rồi xong chúng ta mở, cũng mở một con ốc cũng y như bên kia, bên kia thì cũng mở một con, bên này cũng mở một con. Đó. Nhưng mà chúng ta mở phải nhớ, phải coi thấy tôi mở con ốc nào thì các bạn nên nhớ mở theo con ốc, giống theo con ốc của tôi mở, chứ không là nếu mà mở nghịch ốc kia là không có được, là nó sẽ cống cái đường dây đó, đó dở nó lên như vậy. Rồi sau đó chúng ta cũng lấy thêm hai cái bát, các bạn thấy nó mòn mỏng hết rồi, bây giờ thấy hai cái bát mòn mỏng hết rồi, chúng ta ép nó vô. Đó. Ép nó vô y như bên kia, ép từ từ mà thôi. Đó, ép nó vô từ từ. Ép vô từ từ cho nó xuống lần, xuống lần thì nó xuống mò, nó xuống cái bằng cái mặt của cái caliper, cái bê tông nó trong nó nằm xuống bằng cái bằng cái mặt ở ngoài. Đó, nó xuống đó bằng rồi đó. Đó. Đó rồi xong. Chúng ta lấy hai cái bát ra, đó, nó mòn hết rồi. Đó, nhưng mà xe này chạy thì khi thắng thì nó lại không có rung. Khi nào mà thắng mà rung chiếc xe, cái ba lăng của mình lái xe là chứng tỏ là hai cái dĩa nó bị cong, thì chúng ta phải đi mài. Hay là cái dĩa nó mỏng đi thì chúng ta không cần mài, phải mua cái dĩa mới, bỏ nguyên dĩa mới vô luôn. Là dĩa mới bây giờ thì cũng rẻ, có khoảng chừng 30 đồng một cái, thay vì đi mài cũng 10 đồng một cái rồi, hai cái cũng 20 rồi. Đó, mà mài thì nó lại mỏng dĩa nữa. Còn nếu mà chúng ta xài bé đời chút, chúng ta mua hai dĩa mới khoảng 50 mấy 60 đồng thì chúng ta bỏ vô luôn, khỏi mất công đi ra ngoài tiệm nhưng mài hai cái ăn 20 mà phải đợi thời gian mài lâu nữa. Đó, chúng ta bỏ vô, nó phải nhớ coi chừng cái trên. Cái chêm đó, cái chêm nó tự dẹp cái chêm qua đó, cái chêm đó, cái chêm này nó dẹp nó qua tại đó, đè nó vô rồi xong, đơn giản rồi. Chúng ta bỏ caliper xuống, nhớ đó, nhớ cái tay đó, đè cái tay đó vô đó, thả xuống rồi xong. Rồi chúng ta lấy cái con ốc bỏ vô rồi siết cho nó cứng lại, chúng ta cũng giật cái tay cho nó đều, cái tay nó cứng lại, các bạn nên nhớ. Trước khi mà làm xong cái này á, bỏ bánh xe rồi vô hết, rồi chúng ta phải vô trong cái xe, rồi chúng ta phải thả, nhớ đầu tiên khi mà bỏ xe vô rồi á thì chúng ta phải nhớ hạ con đội xuống, nhớ hạ con đội xuống trước, hạ con đội xuống xong rồi chúng ta vô, phải nhớ kéo cái thắng tay xuống, phải nhớ cái thắng tay để mà quên cái thắng tay, để mà chạy là nó sẽ bị kẹt cái thắng hư. Rồi bắt đầu chúng ta bỏ cái mâm này vô nè. Bây giờ nói lại bỏ mấy ốc của bánh xe này vô. Đó, cái mâm này bỏ vô. Đó, bỏ hai ốc hai bên cho nó đều. Hai con, rồi bắt đầu chúng ta xiết cái bánh xe cho nó vô cho đều thôi. Chứ chưa cần phải bỏ một lần 5 con. Tại vì bỏ một lần 5 con thì bánh xe mình phải dẫn là mệt lắm. Tại vì hai con vậy thôi. Đó, xiết bên ít. Đó, vậy nó vô là điều cánh xe rồi, nó vô điều của mình, thấy không? Đó, sức cứng luôn. Đó, bắt đầu ta bỏ ba con ốc này vô, thấy không? Thấy hai con đợi, thấy một cái standard là cái đợi phía dưới, con đợi gần bánh xe, một cái stand này nè, nó để mà chêm vô đứng xe khỏi sạch đó, đó cái stand đó. Thì mà bỏ siết xong bánh xe, siết xong cái bánh xe này rồi á, thì chúng ta lấy con đợi nó xuống. Mà khi lấy con đợi xuống rồi á, phải nhớ cái thắng tay. Tại vì đợi cái xe này lên á, làm thắng á, là phải nhớ luôn luôn, phải kéo cái thắng tay lên. Chứ đừng có bao giờ mà không kéo. Đó, chúng ta thấy cái thắng tay không? Đó. Khi mà vô chúng ta thả thắng tay xuống. Thì chúng ta phải nhớ đạp cái bát thắng đó, đạp cái thắng là 1, 2, 3 lần đó. Đó, nếu chúng ta đạp thêm 4, 5 lần cho nó tốt hơn. Đó, rồi chúng ta thả thắng tay rồi, bắt đầu đè cái xe. Bắt đầu chúng ta thả cái thắng ra, bắt đầu đè cái xe, đạp cái thắng lại vô số là coi như chúng ta là chạy được an toàn. Phải nên nhớ đạp cái thắng 4 lần hay là 5 lần
nhờ ra nhờ vô. Ok, cảm ơn các bạn coi video.